Những chiến sĩ Hồng quân đánh phát xít mang dòng máu Việt Nam. Hàng năm cứ tới ngày kỷ niệm chiến thắng phát xít, kỷ niệm cuộc chiến vệ quốc vĩ đại, tên của những người Việt Nam quả cảm này lại được xuất hiện và vinh danh như một cách mà người Nga tỏ lòng kính trọng với những người lính dù không cùng quốc tịch, không chung dòng máu nhưng vẫn sẵn sàng cầm súng chống lại chủ nghĩa phát xít tàn bạo ở châu Âu. Tên những chiến sĩ Việt Nam tham chiến ở Moscow đã được viết bằng cả tiếng Việt và chữ Kirin. Đầu tháng 10 năm 1941, Moscow, thủ đô của Liên bang Xô Viết có nguy cơ thất thủ khi phát xít Đức tập trung 2 triệu lính, 40.000 pháo, 2.000 xe tăng, 1.500 máy bay bao vây trái tim của Liên Xô và chỉ cách Moscow 20 km. Trước tình thế không thể cấp bách hơn, nhiều đơn vị mới được thành lập và điều khẩn cấp ra chiến trường. Trong đó có lữ đoàn xe máy cơ động đặc nhiệm, bao gồm những người nước ngoài có khả năng giao tiếp tiếng Nga tốt và tình nguyện gia nhập Hồng quân Liên Xô bảo vệ Moscow. Trong hồi ký của chính ủy của trung đoàn quốc tế này, sĩ quan Ivan Vinarov có nhắc tới việc có 7 người lính mang quốc tịch Việt Nam tham chiến dưới quyền của mình. Đây cũng chính là 7 chiến sĩ Hồng quân Việt Nam tham chiến ở Liên Xô có vinh dự tham gia lễ duyệt binh qua quảng trường đỏ và sau đó tiến thẳng ra chiến trường vào ngày 7 tháng 11 năm 1941. Năm 1926, Chủ tịch Hồ Chí Minh cử các thanh niên Việt Nam ưu tú, tài giỏi và yêu nước sang Liên Xô học tập. Khi chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, một số trong nhóm này đã quyết định gia nhập Hồng quân Liên Xô chiến đấu anh dũng, chống lại phát xít Đức và hầu hết đã ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ thủ đô Moscow năm 1941. Trong số này có 5 chiến sĩ Hồng quân mang dòng máu Việt đã được nhà nước Xô Viết tặng thưởng huân chương chiến tranh vệ quốc hạng nhất theo quyết định của Đoàn Chủ tịch Xô Viết tối cao và có bảng lưu danh tại Bảo tàng Con đường Tưởng niệm. Ngoài ra, họ còn được truy tặng huy chương vinh danh 40 năm chiến thắng và cứ hàng năm, tên của những người Việt này được người Nga nhắc lại và vinh danh cho các ngày kỷ niệm.